Thầy ơi, thầy bơi về bên đây một chút, thầy bơi về bên tay phải một chút thầy ơi. Xét xét vô bờ đi thầy. Thầy ơi, xét xét vô bờ bên tay phải, thầy ơi. Đây cái cầu gì vậy Di Đà Phật? Cầu Thủ Thiêm 1. Dạ. Dạ giới thiệu với khán giả đây là cái cầu Thủ Thiêm 1 nha cả nhà. Sau lưng của chúng con thì đã bơi qua cái cầu Thủ Thiêm 2 rồi cả nhà. Rồi chúng ta đã bơi qua đây là đã đến được cái khu Bình Quế Thanh Đa rồi đó kính thưa cả nhà.